5 loại củ cực rẻ tiền bán đầy ngoài chợ giúp trẻ mãi không già mà rất nhiều người chưa biết. Một đó là củ tỏi. Ăn nhiều tỏi sẽ giúp trái tim khỏe mạnh, giảm cholesterol và huyết áp. Loại củ này thì nó có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, lưu thông máu, giúp phòng chống ung thư cực kỳ hiệu quả. Tỏi cũng giữ tính đàn hồi, trẻ trung cho da và làm chậm quá trình lão hóa da rất là tốt đấy. Thứ hai đó là củ cải đỏ, chứa nhiều chất chống oxy hóa, chống viêm và giải độc. Củ cải đỏ cũng rất tốt cho thị lực và các mô thần kinh. Ba là khoai lang, rất giàu beta-carotene, mangan và các loại vitamin A, C, B6 và E nên tính kháng viêm rất là cao, làm mờ vết thâm, phòng chống bệnh mãn tính. Ăn khoai lang 1 đến 2 lần một tuần sẽ cung cấp nhiều sinh tố có lợi, chất khoáng, chất xơ, không những làm căng da mà còn làm giảm nếp nhăn trên mặt, ngăn ngừa các cái bệnh về da rất là tốt đấy. 4 là cà rốt. Cà rốt đỏ thì nó có tác dụng ngăn ngừa bệnh tim và ung thư. Cà rốt vàng thì giàu santophin, bổ cho mắt. Cà rốt tía thì có chứa một loại sắc tố hoàn toàn khác là anthocyan, nó có tác dụng như là chất oxy hóa rất là mạnh đấy. 5 là củ dền, chứa chất chống oxy hóa, làm hạ mức đường trong máu, tăng độ nhạy insulin, ngăn ngừa sự mất cân bằng oxy hóa ở bệnh nhân đái tháo đường. Ngoài ra, củ dền còn có tác dụng cải thiện giấc ngủ, tốt cho trí nhớ và tăng vận động cơ. Các anh chị hãy bổ sung 5 cái loại củ này vào bữa ăn hàng ngày để bảo vệ sức khỏe của mình và của gia đình mình, cũng như là giúp cho chúng ta trẻ mãi không già anh chị nhé.